Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin toàn cảnh thời sự quốc tế để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức thế giới mới nhất. Sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Nga ùa tấn công ở Lugansk, bắn cháy 18 xe tăng Ukraine trong một ngày. Chiến sự nga ukraine ngày qua vẫn diễn ra căng thẳng trên khắp chiến tuyến miền Đông và Nam Ukraine. Các đòn tấn công và phản công mạnh mẽ của quân Nga trên tất cả các mặt trận đã khiến quân Ukraine mất 18 xe tăng chỉ trong một ngày. Quân Ukraine tại Abiyivka nguy cấp đầu cầu Krynki trước nguy cơ bị hủy diệt. 3 tháng trước, quân Ukraine đổ quân lên tả ngạn sông Dnipro gần làng Krynki lên kế hoạch giành chỗ đứng, sau đó bắt đầu tiến sâu hơn vào vùng Kherson Tuy nhiên càng ngày, Kiev càng gặp nhiều khó khăn cho việc duy trì đầu cầu này. Hoạt động quân sự của Israel ở Gaza vào giai đoạn khó khăn nhất Hoạt động quân sự của Israel tại giải Gaza bước vào giai đoạn khó khăn nhất khi việc tấn công Hamas tại Nam Gaza gặp nhiều thách thức và Israel vấp phải sự phản đối mạnh của cộng đồng quốc tế. Pakistan và Iran dội tên lửa qua lại, màn kịch chính trị của Tehran. Tấn công ăn miếng trả miếng rồi nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng theo các chuyên gia, dường như Iran và Pakistan đang cùng nhau diễn một vở kịch trước mắt cộng đồng quốc tế. Sau đây là thông tin chi tiết. Nga ồ ạt tấn công ở Lugan, bắn cháy 18 xe tăng Ukraine trong một ngày. Kênh Groman đưa tin trên hướng Lugan, cuộc tấn công của quân đoàn xe tăng cận vệ số 1 của Nga tiếp tục khi các mũi đột kích cơ giới xâm nhập những khu định cư Tobayevka, Kromanoye và Berestovoye. Ở cánh phía Bắc, Nga đã kiểm soát một ngọn đồi khác đến được làng Koliarevka, giao tranh cũng tiếp tục diễn ra ở phía đông nam Berestovoye, nơi Ukraine đã tung lực lượng dự bị và phản kích, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại đây. Các kênh Military Summary, German cũng như Map đồng loạt đưa tin, tuyến phòng thủ kiên cố nhất của Ukraine gần Abdiyevka đã thất thủ. Trước sức tấn công mạnh mẽ của quân đội Nga, có nguy cơ bị bao vây, lực lượng Kiev đã buộc phải rút lui khỏi căn cứ phòng không cũ ở phía nam thành phố. Toàn bộ khu vực phòng thủ kiên cố hiện nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng Moscow tạo bàn đạp thuận lợi để họ phát triển thế tấn công vào trung tâm Abdiyevka từ phía đông nam. Kênh AV Vorenkori đưa tin chi tiết hơn cho biết quân đội Nga tấn công mạnh mẽ chọc thủng hàng phòng ngự của đối phương để tiến vào trung tâm thành phố Abdiyevka. Ngày 22 tháng 1, tư lệnh lực lượng lục quân Ukraine, ông Alexander Sinsky cho biết tình hình vô cùng căng thẳng ở hướng thành phố Sivets và Bakhmut đều ở tỉnh Donetsk khi ông tới thăm và làm việc với chỉ huy các lữ đoàn hoạt động tại khu vực này, theo hãng thông tấn Ukraine Tình hình vẫn vô cùng căng thẳng khi chúng tôi thấy đối phương tăng cường tấn công bằng đạn pháo, cối và máy bay không người lái UAV cũng như phát động các chiến dịch tấn công, ông Sisky nói. Cũng trong ngày 22 tháng 1, ông Alexander Stupul, người phát ngôn của lực lượng Tavria, nhóm quân Ukraine hoạt động ở miền Nam, cho biết quân Nga đang dùng máy bay chiến đấu tích cực hơn ở hướng thành phố Abdiyevka, tỉnh Donetsk. Ông Stupul cho biết quân đội Nga mở 18 cuộc không kích trong ngày 22 tháng 1, bao gồm dùng trực thăng tấn công K-52 và bom dẫn đường. Ông Suput lưu ý rằng quân Ukraine gây tổn thất cho Nga trung bình mỗi ngày từ 200 tới 300 lính. Ông cũng nói rằng Nga đã mất rất nhiều trang thiết bị quân sự, lên tới khoảng từ 70 tới 80% khí tài tại khu vực này. Theo ông Stupun, ban đầu quân Nga di chuyển theo các đoàn xe lớn. Tuy nhiên, trước áp lực tấn công của Ukraine, Nga đã phải thay đổi chiến thuật, giảm lượng quân di chuyển theo cách là di chuyển theo từng nhóm từ 1-2 xe tăng, tối đa 5 xe bọc thép chở quân hoặc xe chiến đấu bộ binh. Ông Stupun cho biết theo hướng tỉnh Zabrizhia, quân Nga cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật hoặc chiếm lại các vị trí mà Nga đã để mất. Trong một diễn biến liên quan, ngày 22 tháng 1, Bộ Tổng tham mưu quân Ukraine cho biết, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự từ 24 tháng 2 năm 2022 đến ngày 22 tháng 1 năm 2024, lực lượng Ukraine đã hạ 376.860 lính Nga, trong đó Ukraine loại bỏ 830 lính Nga trong ngày 22 tháng 1. Trong khi đó, trong bản cập nhật chiến sự ngày 22 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết ở hướng Kubians, Nga chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Makeyevka và Novo Yegorovka ở tỉnh Lugansk và Sinkovka ở tỉnh Kharkiv, khiến 180 lính Ukraine tử thương. Kiev cũng mất 5 xe tăng, 2 xe chiến bọc thép, 2 xe bán tải cùng một số hệ thống pháo, hãng thông tấn TASS đưa tin. Ở hướng thành phố Liman, tỉnh Donetsk, Nga chặn 3 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Jampolovka và Grigorovka của tỉnh Donetsk, khiến 220 lính Ukraine tử thương. Một khẩu pháo bánh lốp Zuzana 2 do Slovakia sản xuất, hai thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một khẩu pháo D-20 của Ukraine bị phá hủy. Trong ngày, ở các khu định cư Kretchevka và Krasnoye, tỉnh Donetsk, Nga ngăn chặn 6 cuộc tấn công của Ukraine, dội pháo vào lực lượng Ukraine tại khu vực này, khiến tổng cộng 320 lính Ukraine tử thương, 10 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh, 6 xe bọc thép cùng nhiều hệ thống pháo Ukraina bị phá hủy. Ở tỉnh Zabrichia, Nga tấn công các lữ đoàn Ukraina bằng pháo binh và UAV gần làng Robotine, kremes và Pyatikatsky, khiến Ukraina mất 105 lính. Ukraina cũng mất một xe tăng, ba xe bán tải, cùng một số hệ thống pháo Seiza D-20, D-30. Ở tỉnh Kherson, Nga tấn công các đơn vị Ukraina, khiến tổn thất của Ukraina lên tới 100 người, ba phương tiện cơ giới, một số hệ thống pháo bị phá hủy. Các đoàn tấn công và phản công mạnh mẽ của quân Nga trên các mặt trận đã khiến lực lượng vũ trọng Ukraine mất 18 xe tăng chỉ trong một ngày. Trong nỗ lực phản công giành lại các vị trí đã mất vào tay quân Nga, Bộ Chỉ huy Quân đội Ukraine APU đang tung mọi phương tiện có trong tay vào trận chiến. Tuy nhiên, kết quả duy nhất của những nỗ lực này là ngày càng có nhiều thiết bị hạng nặng bị phá hủy. Thời gian 24 giờ qua đã ghi nhận kỷ lục về số lượng xe tăng Ukraine bị bắn cháy trong thời gian ngắn. Theo báo cáo hàng ngày của Bộ Quốc phòng Nga, 22 xe chiến đấu hạng nặng đã bị phá hủy trên tất cả các khu vực trong ngày qua. Quân Ukraine tại Avdiivka nguy cấp, đầu cầu Kulinki trước nguy cơ bị hủy diệt. Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, tình hình chiến trường Ukraine trên tất cả các mặt trận tiếp tục căng thẳng. Một trong những khu vực là Kherson và đặc biệt là khu vực làng Kulinki ở tảng ngạn sông Dnipro, nơi quân đội Ukraine trước đây đã thành công trong việc thiết lập một đầu cầu đổ bộ. Nhưng ở thời điểm hiện tại, hoạt động của quân Ukraine tại khu vực này đang giảm đáng kể. Điều này là do hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên. Khi thời tiết đã can thiệp và có những điều chỉnh riêng, do điều kiện thời tiết xấu, quân Ukraine đang gặp khó khăn trong việc điều quân qua sông Dnipro để tăng cường lực lượng tại Krynki. Nhưng thời tiết mây thấp mưa nhiều cũng ảnh hưởng tiêu cực tới hành động của quân Nga vì chúng gây khó khăn cho việc phát hiện các tàu Ukraine chở quân vượt sông Dnipro. Theo một báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua chỉ riêng trên hướng mặt trận Kherson, tổn thất của quân Ukraine lên tới hơn 320 quân nhân tử thương khi tiến hành các hoạt động vượt sông. Ngoài ra, các cuộc tấn công bằng pháo binh và không quân Nga vào các vị trí của Ukraine ở các làng Mikhailovka, Tiaginka và Ivanovka ở vùng Kherson thuộc bờ Bắc đã bị phá hủy 3 xe tăng, 25 khẩu pháo và khoảng 30 phương tiện cơ giới khác. Theo thông tin từ trang Top World của Nga, hiện nay ở đầu cầu Klinky ở tà ngạn sông có không quá 80 quân nhân Ukraine chưa đủ một đại đội, những người này rơi vào tình thế khó khăn vì họ không được cung cấp đạn và quân tiếp viện. Phiếu Ukraine cũng gặp khó khăn trong việc sơ tán những người bị thương về bờ phía bắc do băng và tuyết tan, khiến việc di chuyển trên các con đường trên đảo không thể thực hiện được. Hiện phiếu Ukraine chỉ có một số lượng hạn chế UAV được sử dụng để vận chuyển hàng hóa cần thiết. Theo một số nhà phân tích, quân đội Nga không vội phá hủy hoàn toàn đầu cầu Green Key của Ukraine vì nó cho phép họ dụ đối phương ra ngoài theo đúng ý đen và tiêu hao đối phương bằng hỏa lực đồng thời khiến Ukraine không thể giải quyết được vấn đề chiến thuật nào. Hiện trên chiến trường Kherson, so với hầu hết các khu vực khác của chiến trường Ukraine, vẫn có thể được coi là hướng bình tĩnh nhất. Lý do là đường giới tuyến ở Kherson bị chia cắt bởi một con sông lớn là sông mẹ Dnipro. Do vậy, các trận đánh chính diễn ra tại Kherson hiện nay chủ yếu là các cuộc đấu pháo và UAV giữa hai bên qua hai bên bờ sông. Tuy nhiên, phía Nga có lợi thế hơn là lực lượng không quân vượt trội, đóng vai trò rất lớn trong việc đánh bại quân Ukraine ở cả hai bên bờ sông. Thất bại trong cuộc đại phản công năm ngoái khiến quân đội Ukraine quyết tâm đổ bộ và giành được chỗ đứng ở một số khu vực là bãi bồi ở tà ngạn sông Dnipro nhằm mục đích gây tiếng vang, nhưng hiện tại quân Ukraine khó có thể cầm cự được lâu do cái giá phải trả là tổn thất quá lớn. Đối với lính Ukraine được giao nhiệm vụ vượt sông sang đầu cầu Krynki, khu vực này không còn sót lại một ngôi nhà hay thậm chí một cái cây nào, từ lâu đã là một tấm vé một chiều. Tuy nhiên quân Nga cũng không thể quét sạch được số quân Ukraine vượt sông. Một điều cần lưu ý rằng phía bờ bắc sông Dnipro, nơi quân Ukraine kiểm soát, cao hơn bờ phía nam do phía Nga kiểm soát. Điều này gây ra một số khó khăn trong công việc của pháo binh Nga. Tuy nhiên, pháo binh Nga cũng đã khắc phục được những khó khăn này khi dựa vào UAV trinh sát mục tiêu và quan sát sửa bắn cho pháo binh. Theo thông tin của Bộ Quốc phòng Nga, vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, pháo binh quân dù thuộc nhóm Dnipro của Nga đã tiêu diệt một đơn vị pháo tự hành 2S1 Gopika của Ukraine tại bờ bắc. Pháo tự hành của Ukraine bị UAV trinh sát của Nga phát hiện. Sau đó, thông tin được chuyển về cho đơn vị pháo xe kéo 152 ly MSTB của quân dù. Trận đánh này dường như không có gì đặc biệt nếu không phát hiện thấy một số yếu tố. Thứ nhất trên chiến trường, chiến thuật của pháo binh của cả hai bên là bắn và chạy nhằm tránh bị đối phương phản pháo. Do vậy khi pháo tự hành của Ukraine sau khi bắn xong sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ quá lâu. Điều này cho thấy hiệu quả cao của người điều khiển UAV trong việc điều chỉnh hỏa lực cho pháo xe kéo tầm xa của lính dù Nga. Thứ hai, theo Bộ Quốc phòng Nga, đơn vị pháo 152 ly MSTB của lính dù Nga trong cuộc đấu pháo trên đã sử dụng loại đạn dẫn đường có độ chính xác cao ở cự ly lên tới 20 km. Đây gần như là tầm bắn tối đa của pháo MSTB. Hoạt động quân sự của Israel tại Gaza vào giai đoạn khó khăn nhất. Hơn 3 tháng rưỡi xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza Palestine nổ ra, hoạt động quân sự của Israel tại Gaza vẫn chưa dừng lại. Lực lượng Israel đã oanh tạc dữ dội miền Bắc Gaza và đã kiểm soát phần lớn khu vực phía bắc Gaza. Theo tờ The Wall Street Journal, sau thời gian Israel oanh tạc, phần lớn khu vực đô thị ở bắc Gaza trở thành đống đổ nát. Nhiều tiểu đoàn của Hamas ở bắc Gaza bị xóa sổ, song vẫn còn một số nhóm Hamas hoạt động nhỏ lẻ tại khu vực này. Trong khi đó, hoạt động của lực lượng Israel ở phía nam Gaza dường như đang đi vào bế tắc. Tại Nam Gaza, số lượng dân tập trung trong khu vực rất lớn sau khi di tản từ Bắc Gaza. Theo The Wall Street Journal, các chiến binh Hamas nhiều khả năng trà trộn trong số dân thường này. Ngoài ra, cộng đồng quốc tế phản ứng ngày càng mạnh. Khi thiệt hại của dân thường ngày càng tăng cao, những điều này gây áp lực không nhỏ cho Israel, buộc nước này phải thay đổi chiến thuật tại Gaza. Ông Hussein Ibish, nhà nghiên cứu tại Viện các quốc gia vùng vịnh Ả Rập Mỹ cho rằng, bây giờ người dân tập trung ở phía nam của Gaza. Israel không thể làm những gì họ đã làm ở phía bắc nếu Israel tấn công mạnh ở miền nam Gaza, hàng trăm nghìn người sẽ không qua khỏi và Mỹ sẽ không ủng hộ hành động như vậy của Israel. Khan Yunis nằm ở nam Gaza là thành phố lớn thứ hai của giải đất này. Đây là nơi sinh sống của nhiều thủ lĩnh cấp cao của Hamas, trong đó có thủ lĩnh cấp cao Yahya Shinwa, nhân vật chủ mưu vụ tấn công bất ngờ và táo bạo với Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các quan chức Israel tin rằng ông Shinwa đang ẩn náu đâu đó trong đường hầm bên dưới Khan Yunis cùng với một số con tin còn lại cuộc chiến giành quyền kiểm soát Khan Yunis bắt đầu vào tháng 12 năm 2023. Đầu tiên, lực lượng Israel giành quyền kiểm soát các con đường chính dẫn vào thành phố. Sau đó, sư đoàn lính dù 98 đã dần tiến sâu vào vùng ngoại ô phía đông và trung tâm thành phố Khan Yunis. Tướng Dan Gofus là người chỉ huy sư đoàn lính dù 98 thuộc quân đội Israel. Ông Gofus được giao nhiệm vụ chiếm thành phố Khan Yunis. Tuy nhiên, đây được xem là thách thức lớn nhất đối với lực lượng Israel kể từ khi bắt đầu hoạt động đổ bộ tại Gaza. Mê cung ở đây rộng lớn hơn nhiều so với thành phố Gaza, Gofus nói. Ám chỉ các đường hầm tại Khan ông cho biết nhiệm vụ của ông trước hết là giải cứu những con tin còn lại. Tuy nhiên cho tới nay Israel mới chỉ giải cứu được một con tin còn sống ở Gaza thông qua chiến sự quân sự. Không chỉ gặp khó khăn trong cuộc chiến với Hamas tại Gaza, Israel cũng đang đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Ngay cả đồng minh quan trọng nhất của Israel là Mỹ cũng nhiều lần kêu gọi Israel bảo vệ dân thường. Sau thông tin về việc nhiều cơ sở y tế tại Khan Yunis bị bao vây được đưa ra, hôm 22 tháng 1, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết Israel có quyền tự vệ, nhưng lưu ý rằng chúng tôi hy vọng họ làm như vậy phù hợp với luật pháp quốc tế và hy vọng họ bảo vệ những người vô tội trong bệnh viện, nhân viên y tế cũng như bệnh nhân nhiều nhất có thể. Trước đó, hôm 21 tháng 1, nhận tin số người không qua khỏi tại Gaza đã vượt qua 25.000, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng con số này là không thể chấp nhận. Pakistan và Iran dội tên lửa qua lại, màn kịch chính trị của Tehran. Trong vài ngày qua, tình hình Trung Đông về cơ bản đã chuyển sang một cấp độ khác, nguy hiểm hơn, quy mô lớn hơn và mang tính chất xuyên quốc gia khi Iran tung loạt tấn công vào hàng loạt mục tiêu ở Trung Đông với tuyên bố là phản ứng đáp trả đối với các hành động của Israel ở giải Gaza. Các lực lượng ủy nhiệm thân Iran tại Iraq đã tấn công trực tiếp vào các căn cứ quân sự của Mỹ, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC đã ném bom trụ sở tình báo Israel ở khu tự trị người Kurd ở Iraq và phóng tên lửa tấn công cơ sở của những kẻ khủng bố nhà nước Hồi giáo IS Syria ở Idlib. Chỉ trong một ngày, Iran đã tập kích hỏa lực vào lãnh thổ hai quốc gia láng giềng. Điều này đã được IRGC chính thức xác nhận bằng tuyên bố họ đã thực hiện các vụ tấn công chính xác vào các mục tiêu trên bằng 24 tên lửa đạn đạo các loại. Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại ở đó. Vào ngày 16 tháng 1 năm 2024, Iran tiến hành vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào hai trụ sở của nhóm khủng bố Jaid al ad quân đội giải phóng Balochistan ở tỉnh Balochistan của Pakistan, quốc gia láng giềng có sức mạnh quân sự đáng nể với tên lửa đạn đạo tầm trung và cũng sở hữu các đầu đạn hạt nhân. Theo giới phân tích, ngoài mục đích gian đe Mỹ và đồng minh, trên thực tế, chúng ta đang thấy một hoạt động quân sự bổ trợ cho trò chơi chính trị của Tehran. Điều này thể hiện rất rõ trong vụ tấn công tên lửa sang lãnh thổ Pakistan với mục đích chống khủng bố. Pakistan là một cường quốc hạt nhân và vì lý do đó người ta thường chấp nhận một luận điểm là sự hiện diện của kho khí tài hạt nhân khiến các quốc gia này là đối tượng không thể động chạm tới. Nhưng qua vụ xung đột giữa Iran và Pakistan, lý luận này không phải lúc nào cũng đúng. Islamabad thực sự đã trả đũa Iran vào ngày 18 tháng 1 nhưng không phải bằng khí tài hạt nhân mà chỉ với sự trợ giúp của lực lượng không quân. Chiến dịch chống khủng bố được gọi là Magba Samacha với các cuộc tấn công bằng khí tài chính xác đã được thực hiện nhằm vào nơi ẩn náu của bọn khủng bố ở tỉnh Sistan và Baluchistan của Iran, điều đáng nói là ngay sau đó hai bên đã thản nhiên nhún vai trước những lời phản nàn chính thức và đồng ý giảm căng thẳng, dựa trên tinh thần tin cậy lẫn nhau, tôn trọng toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ của nhau. Các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau hóa ra lại là một câu chuyện về tình hữu nghị, cách Tehran khéo léo lựa chọn mục tiêu để tiến hành tấn công tên lửa vào cường quốc hạt nhân láng giềng để thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu nghiêm túc mà đã được Tehran nghiên cứu kỹ lưỡng. Mục tiêu tấn công của IRGC khá thú vị với Islamabad vì Tehran đã chọn mục tiêu là một nhóm khủng bố đang đòi độc lập của Baluchistan khỏi Pakistan. Theo chiều ngược lại, họ không muốn gây chiến với Tehran hoặc bị mất mặt. Islamabad cũng đáp trả bằng cách tấn công phiến quân khủng bố Baluchistan ở Iran. Những kẻ cũng chiến đấu với cùng mục đích. Chiến dịch đáp trả của Pakistan mang tên Operation Bagma Samacha, theo nghĩa đen là hồi kết cho quân nổi dậy là sự thể hiện rõ mục đích của chiến dịch này. Đó là trả đòn sang lãnh thổ Iran nhưng cũng với mục đích là chống khủng bố. Cùng ném bom như kẻ ly khai của nhau, Iran và Pakistan chính thức bày tỏ sự tôn trọng lẫn nhau. Chứ thực tế theo các chuyên gia, Tehran và Islamabad đã cùng nhau diễn một vở kịch rất hài trước mắt cộng đồng quốc tế. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại